Xin chào mọi người nha, chúng tôi đã trở lại với cả chương trình livestream kết quả rồi đây ạ. Chị khách hàng của chúng tôi thì vừa nâng ngực mentor, vừa tạo hình thành bụng hút mỡ, tạo hình bụng laser lipo có chuyển rún. Đây, mời mọi người chúng ta xem hình ảnh trước. Đây, xem hình ảnh của chị khách hàng trước khi phẫu thuật này. Mọi người nhìn cái phần bụng với cả phần ngực này. Ngực này là bị teo lép tuyến vú sau sinh. Bụng cũng vậy, khi mà sinh em bé chửa quá là to luôn. Xong đẻ em bé xong rồi tập thể dục ăn kiêng cũng bớt đi một chút, nhưng mà cái phần da mỡ này, da thừa mỡ thừa rất nhiều luôn. Đây, nhăn nhúm ở đây. Và cái phần da nhăn nhúm như thế này ấy, nếu mà chúng ta mà chỉ gọi là hút mỡ thôi thì nó sẽ không cải thiện. Đấy, mà bắt buộc là phải cắt đi. Cái phần da này là bắt buộc phải cắt rồi mọi người ạ. Phải cắt hết cái phần da thừa nhăn nhúm này đi thì là bụng nó mới phẳng mới đẹp được. Và bên cạnh đó là chúng ta sẽ phải can thiệp vào cái phần cơ ở trong nữa, cơ bụng nữa, để phần bụng nó được nhỏ lại như thế này mọi người nhá. Và tạo được cái hai cái bên eo hình S như thế này. Đấy. Thì bây giờ mời mọi người chúng ta sẽ cùng gặp chị khách hàng của chúng tôi nhá. Đây. Đây mọi người ơi, mọi người cùng xem, đây là ngực mentor này. Đấy, ngực mentor. Mọi người thấy không ạ? Cái khe ngực E-line rất là đẹp luôn. Khe ngực E-line này. Đấy. Hai bên ngực tròn đầy nhá. Rất là đẹp, cân đối với nhau. Túi mentor nhé mọi người nhé. Đấy. Túi mentor thì nó có một cái đặc điểm là cái hình dạng túi nó đã là cái túi tròn rồi, cố định là hình tròn rồi. Nên mà khi đặt vào bên trong ngực này này, nó giúp cho ngực của chúng ta tròn đều rất là đẹp luôn. Đấy, lúc nào nó cũng ở cái hình dạng tròn đầy sexy như thế này. Và nó rất là phù hợp với những cái chị em nào mà có xu hướng gọi là thích ngực sexy, quyến rũ một chút. Đấy, thích ngực tròn. Đó, mọi người thấy không ạ? Và mọi người nhìn cái khe ngực rất đẹp luôn này. Mọi người nhìn cái khe ngực nhá. Cái khe ngực này. Khe ngực E-line này. Đấy. Đó, mọi người thấy không? Bây giờ thì mời mọi người chúng ta xuống đây xem phần bụng nhá. Đây, phần bụng của khách hàng nhăn nhúm như thế này, da thừa nhiều như thế này. Bác sĩ của chúng tôi đã cắt bỏ hoàn toàn đi cái phần da đấy. Bây giờ là bụng gần như là phẳng lì luôn. Đây, quay góc 90 để cho mọi người nhìn được cái phần bụng của khách hàng. Đấy, phẳng lì luôn mọi người nhá, không còn bị nhăn nhúm nữa, không còn cái phần da thừa nữa. Và cái tạo được cái đường eo, mọi người nhìn này, đây là khách hàng của chúng tôi vừa làm thôi, đến ngày thứ 2 thôi. Còn sau đó 3 tháng, 6 tháng thì ngực và bụng nó sẽ về form dáng đẹp hơn nữa. Còn đây là mình vừa mới làm thôi mọi người nhá. Đấy, mọi người thấy không? Và sử dụng cái công nghệ hút mỡ tạo hình thành bụng laser lipo, nó có một cái ưu điểm ấy là bụng rất phẳng, rất là đẹp. Hút mỡ thì nó cũng không làm cho bụng của chúng ta nó bị gồ ghề đâu. Bụng rất là phẳng này, mọi người nhìn bụng rất phẳng này. Đây nhá, bụng rất là phẳng luôn, không bị gồ ghề. Và đặc biệt là bụng cũng không hề bị bầm tím hay sưng nề gì nhiều sau khi phẫu thuật. Da bụng vẫn rất là trắng, vẫn rất là mịn đây mọi người nhìn này, mọi người thấy không ạ? Nó không hề bị bầm tím. Đây là hai bên eo này cũng hút mỡ nhá. Đấy, không bị bầm tím một chút nào cả. Mọi người thấy không? Đấy. Mọi người thấy không ạ? Và tôi sẽ hỏi chị khách hàng một chút để xem hôm nay chị cảm thấy thế nào nhá. Chị ơi, hôm nay mình thấy thế nào rồi? Em thấy khỏe ạ. Có thấy mệt quá hay là có thấy đau gì lắm không? Không. Nói chung là cũng không như là mình tưởng tượng ban đầu đúng không? Vâng. Hôm nay thì mình được xem ngực với xem bụng rồi thì là mình đã thấy hài lòng với kết quả chưa? Em thấy rất hài lòng. Rồi, cảm ơn bạn khách hàng của chúng tôi nhá mọi người nhá. Đấy, bạn cũng vừa chia sẻ rồi. Nếu mà chị em nào mà chúng ta thích sở hữu cái vòng